nhằm quảng bá sâu rộng thương hiệu, sản phẩm, mô hình nông nghiệp gắn kết du lịch sinh thái đến khách tham quan và người tiêu dùng thủ đô. Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đã tổ chức chương trình Festival Nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022. Chương trình Festival Nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022 tại huyện Mỹ Đức diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 11 năm 2022, quy mô 85 gian hàng giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP tiêu biểu đã thu hút sự tham gia của doanh nghiệp đến 14 tỉnh, thành phố trên cả nước. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Duy Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội tin tưởng Festival Sản phẩm Nông sản OCOP gắn kết du lịch năm 2022 sẽ là cơ hội tuyệt vời để chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức quảng bá các điểm đến du lịch, các mô hình nông nghiệp, sản phẩm đặc sản, tiêu biểu của địa phương đến với khách tham quan, người tiêu dùng. Với núi cao, rừng thẳm, suối dài, với nơi quy tụ của nhiều di tích danh lam thắng cảnh nổi bật, trong đó là quần thể văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử danh lam thắng cảnh của Chùa Hương được xếp loại là di tích quốc gia đặc biệt năm 2018. Ban tổ chức tin tưởng Festival Sản phẩm Nông nghiệp OCOP gắn với du lịch năm 2022 là sẽ là cơ hội tuyệt vời để chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức quảng bá các điểm đến du lịch, các mô hình nông nghiệp, sản phẩm đặc sản tiêu biểu của địa phương đến với khách tham quan và người tiêu dùng. Với những tiềm năng vốn có, huyện Mỹ Đức đã và đang sẽ trở thành khu du lịch trọng điểm của thủ đô Hà Nội theo loại hình du lịch văn hóa tâm linh kết hợp với xanh sinh thái nghỉ dưỡng, đem lại hiệu quả nhiều mặt cho huyện. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại nông nghiệp quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động tổ chức chương trình Festival Nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022 đã được tổ chức thành công tại các huyện Phú Xuyên, Trường Mỹ vào tháng 6 và tại huyện Ba Vì vào tháng 9 năm nay. Riêng và thành phố Hà Nội nói chung với các tỉnh lân cận trong cả nước nhằm góp phần mở rộng thị trường, tạo đà phát triển tất cả các lĩnh vực về kinh tế, chính trị, xã hội, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và làng nghề kịp thời nắm mắt để giao lưu, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, liên doanh, liên kết, đầu tư, khai mạc mọi tiềm năng, thế mạnh, hòa chung xu thế phát triển của huyện, thành phố và đất nước. Festival cũng là dịp để nhân dân trong huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận có cơ hội giao lưu, tham quan, mua sắm các sản phẩm, hàng hóa phong phú, đa dạng, đảm bảo chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chương trình được kỳ vọng là cơ hội để các đơn vị tham gia quảng bá sâu rộng thương hiệu, sản phẩm, mô hình nông nghiệp gắn kết du lịch sinh thái đến khách tham quan, người tiêu dùng thủ đô, qua đó góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, bảo tồn làng nghề truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm OCOP gắn với du lịch địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn không gian cộng đồng làng quê, truyền thống văn hóa, du lịch và các sản vật có nguồn gốc thiên nhiên. Đây cũng là cơ hội để chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức quảng bá các tiềm năng du lịch, văn hóa truyền thống của địa phương. Trong thời gian diễn ra, festival sẽ có nhiều nội dung, hoạt động phong phú, tiêu biểu như trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề truyền thống, quảng bá sản phẩm nông nghiệp gắn kết du lịch nông thôn tiêu biểu của thành phố Hà Nội và các địa phương, quảng bá ẩm thực truyền thống. Ngoài ra còn có những hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian như múa sạp, vẽ tranh, giao lưu văn hóa các dân tộc, hoạt động tự làm sản phẩm OCOP tại chỗ cũng được tổ chức để người dân tham gia và trải nghiệm ở festival.